Ok anh em, thì đầu tiên chúng ta sẽ xem qua sơ về thông số kỹ thuật của hai viên pin này ha. Đầu tiên thì sẽ là viên pin của DJI Mini 4 Pro. Anh em có thể thấy là cái tên của cục pin DJI Mini 4 Pro nó sẽ là Xiamen Ampace Technology Limited, và cái mã pin của nó sẽ là BWS14025907.32. Còn cục pin của DJI Mini 3 Pro nó sẽ là Dongguan Power M Technology Limited ha, và cái mã của nó sẽ là BWS16224537.38 ha. Thì rõ ràng hai cái cục pin này nó có cái tên và cái mã nó khác nhau ha anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ soi về thông số kỹ thuật nó một tí đi. Thì cục pin của DJI Mini 4 Pro nó có điện áp sạc đầy tối đa là 8,6V ha. Điện áp thông thường sẽ là 7,32V và dung lượng của nó sẽ là 2590 mAh ha. Còn cục pin của DJI Mini 3 Pro nó sẽ là điện áp sạc đầy sẽ là 8,5V ha. Điện áp thông thường là 7,38V và dung lượng thông thường của nó sẽ là 2453 mAh ha. Thì rõ ràng anh em có thể thấy là cục pin của DJI Mini 4 Pro nó có dung lượng cao hơn cục pin của DJI Mini 3 Pro ha. Và cái điện áp sạc đầy của cái cục pin DJI Mini 4 Pro nó cũng cao hơn cục pin DJI Mini 3 Pro ha. Đó. Và theo thông tin từ nhà sản xuất thì cục pin của DJI Mini 4 Pro nó sẽ có cái trọng lượng nhẹ hơn trọng lượng của DJI Mini 3 Pro ha. Mặc dù dung lượng cao hơn nhưng trọng lượng của nó lại nhẹ hơn rất là nhiều so với dung lượng của DJI Mini 3 Pro, và cụ thể là nhẹ hơn khoảng 4-5g ha. Dung lượng lớn hơn nhưng lại nhẹ hơn, thì có thể thấy được rằng cục pin DJI Mini 4 Pro này nó sẽ cho thời gian bay dài hơn pin DJI Mini 3 Pro ha anh em. Với cục pin DJI Mini 3 Pro mà sử dụng trên body của DJI Mini 3 Pro thì nó cho thời gian bay tối đa là vào khoảng 28-30 phút ha, thấp hơn 4 phút so với công bố của nhà sản xuất là 34 phút ha. Vậy thì với cục pin của DJI Mini 4 Pro này dung lượng cao hơn và trọng lượng nhẹ hơn, thì nếu chúng ta cắm nó vào trong con DJI Mini 3 Pro thì liệu rằng có lâu hơn không hết anh em? Thì theo mình chắc chắn là cái cục pin của DJI Mini 4 Pro này nếu cắm vào và sử dụng trên body của DJI Mini 3 Pro thì thời gian bay của nó chắc chắn sẽ lâu hơn. Nhưng DJI đã ngăn ha, đã chặn cái việc sử dụng pin của DJI Mini 4 Pro trên body của DJI Mini 3 và Mini 3 Pro với cái cảnh báo mà anh em sẽ gặp phải khi cắm cái cục pin của DJI Mini 4 Pro này vào body của Mini 3 Pro, nó sẽ trông như thế này. Đây là một cảnh báo nói về phiên bản phần mềm không tương thích. Tức là sao? Phiên bản phần mềm của con pin DJI Mini 4 này nó đang cao hơn cái phiên bản của cái máy bay DJI Mini 3 Pro. Thế nên chúng ta sẽ không thể sử dụng được cục pin này, cục pin của DJI Mini 4 Pro cho DJI Mini 3 Pro nha anh em. Nhưng không phải vì thế mà mình chịu thua anh em. Mình là có cái tính rất là thích khám phá ha. Mình đã tìm cách hạ cái firmware của con pin DJI Mini 4 Pro này về cái version thấp hơn để mình có thể sử dụng nó ở trên body của DJI Mini 3 Pro luôn nha anh em. Cái này thì thật sự là ở Việt Nam mình nghĩ là chắc mình là người đầu tiên ha. Mình là người đầu tiên hạ cái firmware của con pin DJI Mini 4 Pro này để nó có thể sử dụng được trên Mini 3 Pro ha. Và thật ra là mình làm với cái mục đích chỉ đơn giản là mình nghiên cứu thôi anh em, chứ cái đa số anh em thì đều không có thích sử dụng ha cái viên pin 249 này, vì đơn giản là nó cho cái thời gian bay nó khá là kém.
Và pin của DJI Mini 3 Pro hiện tại thì nó cũng rất là rẻ rồi, hay pin zin á, cho nên là cũng không cần nhất thiết phải lấy cái cục pin của DJI Mini 4 Pro và cố gắng chỉnh sửa nó để bay lên trên cái body Mini 3 Pro làm chi. Nhưng mà mình muốn tìm hiểu xem là với cái cục pin nhẹ hơn và dung lượng cao hơn của DJI Mini 4 Pro, mà nếu nó sử dụng được trên body của Mini 3 Pro thì nó sẽ bay được bao nhiêu phút anh em. Rồi ok anh em, thì mình sẽ cùng anh em thực nghiệm nó ngay bây giờ luôn nha. Đây là cục pin của DJI Mini 4 Pro nha anh em. Ok. Ok, thì ở đây mình có cái body của Mini 3 Pro và viên pin là của Mini 4 Pro Xiamen Ampage Technology. Cục pin này là cục pin zin hoàn toàn nha anh em. Mình cam đoan với anh em là zin hoàn toàn. Nó chưa hề qua cái việc tháo lắp gì hết nha. Nó là cục pin zin chứ, nói chung mình làm là để mình nghiên cứu chứ mình cũng không có cần phải nhất thiết phải lừa anh em để làm gì ha. Đây là cục pin zin của Mini 4 Pro. Và bây giờ mình sẽ lắp nó vào trong body của Mini 3 Pro thôi. Đương nhiên là lắp vào khởi động thì nó vẫn bình thường, nhưng mà sao khó lắp gì ta. Nhưng mà nó sẽ không thể bay được vì cái cảnh báo là phiên bản phần mềm không tương thích ha anh em. Ok, anh em chờ mình xíu để mình cắn cục pin vào cái. Rồi. Ok, khởi động ha. Nó vẫn khởi động được bình thường thôi. Rồi giờ mình sẽ chuyển qua quay phim màn hình để cho anh em xem ha. Rồi xong. Một biểu tượng rất quen thuộc, Enable to take off, không thể cất cánh. Và ok, nó đã cho cất cánh rồi nha anh em. Nó đã cho cất cánh rồi nha. Ok. Đây là pin của DJI Mini 4 Pro và chạy trên body là DJI Mini 3 Pro nha. Đó. Battery SN gì nè, tùm lum tà la. Anh em có thể tra cái battery SN này ha, 7B VVVBL85DA00A5B này để xem coi là nó có đúng của DJI Mini 4 Pro không hết anh em. Đó. Bây giờ là nó đã cho bay rồi nha anh em. Battery info nè. 4.15. À, cục pin này á, điện áp sạc đầy của nó là 8.6V, tức là nó tương đương với 4.3V trên một cell, nhưng ở đây nó chỉ là 4.15V trên một cell. Anh em thấy có gì nó cứng cứng không? Thật ra là không có gì cứng cứng nha anh em. Rồi để mình khởi động đi rồi mình sẽ nói tiếp cho anh em nghe là lý do tại sao nó lại như vậy ha. Nó để là 4.3V, 8.6V, nhưng mà tại sao trên này biểu đồ điện áp thì nó chỉ có 4.15V thôi. Ê, cất cánh cái. Ok nè, nó đã cất cánh rồi nha anh em. Đó, và điện áp đó nè, 4.06, 4.05V ha. Và số lần sạc của nó hiện tại chỉ mới là 3 lần sạc đó nha anh em. Rồi, chuyển qua chế độ này. Yeah, bây giờ mình sẽ tắt bớt cảm biến đi, off cảm biến đi, xong đó và bắt đầu tiến hành bay lượng vòng coi. Chỗ quen thuộc của mình nha, chỗ chiến đấu quen thuộc của mình. Lưu ý anh em là chúng ta sẽ bay lượng nha, chúng ta không có bay tại chỗ nha anh em. Bay vì bay tại chỗ thì nó thời gian bay của nó ngắn lắm anh em, bay lượng thì thời gian bay nó sẽ dài hơn nha, còn bay tại chỗ thời gian bay nó cực kỳ thấp luôn. Đó, tắt hết cảm biến, chuyển sang chế độ chụp ảnh nha. Thì nó sẽ có cái thời gian bay sẽ là tốt nhất nha anh em. Đó, đây là cái điều kiện mà nhà sản xuất người ta cũng test máy đó nha. Tắt hết cảm biến và chuyển sang chế độ chụp ảnh ha. Thì nó sẽ có cái thời gian bay nó đảm bảo là good nhất, tốt nhất, dài nhất, lâu nhất nha anh em. Và bay lượng. Bay lượng nha, chứ không có đứng im tại chỗ nha. Đứng im tại chỗ nó sẽ có thời gian bay kém hơn á. Và ok, mình sẽ giải thích lại cái phần nãy mình có nói là cục pin nó để là 8.6V khi sạc đầy và suy ra là 4.3V trên một cell. Nhưng ở đây thì nó chỉ có được là 4.15V, tương đương với 99%, tức là không thể nào sạc được 100%. Điều này nó sẽ khá là dễ hiểu nha anh em. Đó chính là cái hub sạc, cái thiết bị sạc đó, nó fix cố định ở 8.5V nha anh em. Tức là tương đương với khoảng 4.25V trên một cell nha anh em. Và đây là giá trị điện áp cố định mà DJI đã fix nha trên tất cả các body luôn. Thì trong đó body Mini 3, Mini 3 Pro và Mini 4, thì tất cả các body này đều fix điện áp ở 4.25V tối đa.
Và sau này những lô pin sau này của DJI phát hành thì họ fix xuống còn 4.2V trên một cell nha. Không có cái chuyện là 4.25 và cả 4.3V nha. Cho nên là cái cục pin này mặc dù trên thông số công bố là 8.6 tương đương với 4.3V trên một cell, nhưng thực tế nó chỉ sạc được tới khoảng 4.2V là nó sẽ ngưng nha anh em. Thì cái chuyện người ta công bố thông số là một chuyện, còn cái chuyện thực tế nó là một chuyện nha anh em. Chúng ta phải chấp nhận chuyện này nha. Và cái cách mà họ công bố thông số như vậy để coi như là anh em biết chi không, để nó suy ra được cái phần trăm dung lượng ha, suy ra được cái MAH, suy ra được cái mà gọi là mật độ năng lượng nó sẽ cao ha anh em. Và thực tế thì nó sẽ không có được cao như vậy nha. Nó sẽ không có cái chuyện gọi là một cái viên pin mà nhẹ hơn nhưng mà lại có cái dung lượng là cao hơn nha anh em. Nó không có chuyện đó nha. Nó đang đánh lừa chúng ta bởi những cái công thức tính toán ha, về kỹ thuật, về điện này kia các thứ nha. Thì suy ra là cục pin này nó nhẹ hơn nhưng mà dung lượng nó chưa chắc là nó cao đâu nha anh em. Đó. Và đó chính là lý do tại sao mà khi nó sạc đầy nó chỉ là 4.15 thôi. Tại vì lúc nó sạc đầy là 4.20. Khi để cho nó nghỉ ngơi một lát thì nó sẽ giảm xuống còn khoảng 4.15 ha, là chuẩn nha anh em. Đó, rồi ok anh em, thì đây là cái viên pin của DJI Mini 4 Pro và đang bay ở trên body là DJI Mini 3 Pro ha. Đó. About nè. Đó, DJI Mini 3 Pro ha. Và đây là phần battery info nè. Đó. Về cái cell pin mới này của DJI Mini 4 Pro thì nó sẽ có cái nhiệt độ vận hành nó cao hơn nha anh em. Nhiệt độ vận hành nó sẽ tương đối cao hơn so với cái viên pin trước đây của DJI Mini 3 Pro ha. Khi anh em bay tới gần cuối chu kỳ á, nhiệt độ nó sẽ tăng khá cao, nó tăng lên khoảng trên 60 độ C, có đôi lúc nó sẽ đạt gần chạm ngưỡng 70 độ C và cái đó là hoàn toàn bình thường nha anh em. Và cái cục pin của DJI Mini 4 Pro thì mình nói trước với anh em rồi, anh em đừng có nghĩ là sẽ lấy nó và gắn vào Mini 3 Pro chúng ta sẽ sử dụng được nha. Nó sẽ không thể sử dụng được, mình khẳng định với anh em 100% là nó không thể sử dụng được. Thì DJI đã chặn rồi ha, DJI đã chặn bằng phần mềm rồi, cho nên anh em sẽ không thể sử dụng được. Và anh em muốn sử dụng được thì bắt buộc anh em phải hạ cấp phiên bản phần mềm của pin ha, tức là hạ cấp phiên bản phần mềm của cái cục pin DJI Mini 4 Pro, hạ cấp nó về cái phiên bản thấp hơn thì cái máy bay nó mới hiểu và cho phép anh em bay nha. Cái này anh em có thể kiểm chứng ở rất là nhiều trang web review về cái việc mà sử dụng qua lại giữa hai loại pin đó. Và cái chuyện này nó chỉ tồn tại ở trên pin 249g nha, chứ pin Bluetooth thì nó xài giống nhau, đều là pin của DJI Mini 3 Pro hết, cho nên là pin Bluetooth thì nó không có khác. Pin Bluetooth thì nó xài Mini 3, Mini 4 nó đều là một hết. Còn cái cục pin zin này thì nó có phân biệt là DJI Mini 4 Pro và DJI Mini 3 Pro nha. Sau này nó sẽ có cái chuyện là anh em mua lộn cục pin Mini 4 Pro và sau đó cắm vào trong cái con Mini 3 Pro và không thể sử dụng được, chắc chắn là sẽ có chuyện nó xảy ra. Và đây có thể theo mình là cũng là một cái lý do, một cái cách mà DJI họ muốn, họ đang mong muốn ha, người chơi gặp phải những cái rắc rối đó để họ có cái ý định là sẽ nâng cấp lên đời thiết bị mới ha. Theo mình đoán là như vậy thôi, mình không có cơ sở gì để chắc chắn rằng điều này là đúng, nhưng mình đoán là họ đang tính toán đến cái vấn đề đó để anh em nhầm lẫn lộn qua lại giữa các loại pin và sẽ gây ra những cái phiền phức, những cái khó chịu không đáng có, và anh em sẽ suy nghĩ đến cái việc là nâng cấp body, nâng cấp thiết bị vân vân và vân vân ha. Đó là theo ý kiến riêng cá nhân của mình làm vậy. Thì là cục này mình hạ cấp rồi cho nên là cả Mini 3 Pro và Mini 4 Pro nó đều sử dụng được, chứ không phải là hạ cấp rồi nó chỉ xài được trên Mini 3 Pro thôi nha. Hạ cấp rồi vẫn sử dụng được trên Mini 4 Pro bình thường nha anh em. Nó không có gì khác biệt hết, nó chỉ là đơn giản việc hạ cấp cái phiên bản, cái số hiệu phần mềm thôi để cho nó tương thích thôi nha, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái chức năng hoạt động của pin hết. Mọi thứ nó đều hoàn toàn bình thường hết nha anh em. Đó. Thì điều kiện test lý tưởng mà DJI khuyến cáo đối với người bay là để đạt được thời gian đúng như
nhà sản xuất đã công bố, đó chính là anh em sẽ bay ở điều kiện không có gió nha, thẳng dần đều, thẳng đều, bay ở điều kiện không gió, thẳng đều với vận tốc không đổi nha, và thẳng đều với vận tốc không đổi, chuyển sang chế độ chụp ảnh, tắt hết tất cả cảm biến, không cắm thẻ nhớ nha, và bay đều ga với một vận tốc duy nhất không đổi, là sẽ có được thời gian bay lâu nhất nha. Nhớ lưu ý là điều kiện bay nó phải là không có gió nha, và nhiễu gần như là cũng không có nhiễu luôn, không có nhiễu về sóng về sánh này kia luôn đó. Để gì? Để nó giảm bớt đi những cái vấn đề về tiêu thụ năng lượng ha, đặc biệt là vấn đề gió và nhiễu, nó sẽ gây tiêu thụ năng lượng nhiều hơn trên thiết bị của chúng ta nha. Khi mà có nhiễu thì cái máy nó sẽ phải tăng cường cái công suất của sóng lên, thì nó sẽ làm cho cái máy nó tốn pin hơn. Và khi có gió thì đương nhiên là anh em biết rồi, có gió thì là nó sẽ làm cho cái động cơ nó hoạt động nhiều hơn và nó cũng gây tốn pin hơn. Và anh em phải chuyển sang chế độ chụp ảnh, tại vì chế độ chụp ảnh thì nó không có tốn pin cái việc ghi hình ha, nó chỉ tốn pin cho cái việc mà chúng ta live view thôi, còn ghi hình thì nó sẽ không có tốn đó. Cho nên là anh em phải đảm bảo hết những cái yếu tố đó thì anh em mới có cái thời gian bay là nó dài nhất nha, còn nếu không thì anh em chắc chắn là thời gian bay anh em sẽ thấp hơn rồi. Và cái điều kiện bay của DJI đưa ra chắc chắn nó cũng không tồn tại luôn, bay thẳng đều ha, mà cho đến khi hết pin thì làm gì có chuyện mà bay thẳng đều, cho đến khi hết pin làm gì có cái đường nào mình dài đến mức bay thẳng đều. Nếu mà cục pin zin này mà anh em bay thẳng đều, tệ gì anh em bay cũng phải trên dưới mười mấy hai mươi km nè. Nếu mà sóng không bị mất, không bị gì hết, anh em phải bay mười mấy hai mươi km bay thẳng đều hoài 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 như vậy thì làm gì có cái chuyện, có cái điều kiện đó tồn tại trên đời anh em. Và cho nên là thời gian bay công bố của DJI nó chỉ là tính chất tương đối thôi nha, nó là suy ra ở một cái đoạn ngắn rồi sau đó suy cho tổng thể. Ví dụ như họ bay đoạn chừng 5 km, đầu họ tính ra phần trăm pin nó hao bao nhiêu thì họ suy ra thành cái thời gian bay dựa trên phần trăm nha, và điều đó là chắc chắn là sẽ không đúng nha, vì ở những phần trăm cuối thì nó sẽ nhanh hết hơn những phần trăm đầu ha anh em. Đó thì điều kiện đó gần như là không có tồn tại luôn. Nhưng mà nếu như cái cục pin của DJI Mini 4 Pro này mà nó trên body Mini 4 á, nó đã bay được khoảng 30 phút thì trên body Mini 3 Pro hoặc Mini 3 chắc chắn mình nghĩ nó sẽ bay lâu hơn. Vì đơn giản là con Mini 3 Pro nó ít ăn pin hơn, nó ăn pin ít hơn rất là nhiều so với Mini 4 nha anh em. Cái điều này là mình khẳng định 100% với anh em. Và như vậy thì cho nên là mình nghĩ là nó sẽ có thời gian bay tốt hơn, rất là tốt luôn nha. Và chúng ta sẽ trông chờ xem coi thời gian bay của nó sẽ có được là bao nhiêu ha anh em. Thì tại 5% ha, 5% thì nó có bất ngờ, nó có một cái sự cố đó là mình lỡ tay, mình tắt cảm biến, cái mình bay mình không để ý thì nó quẹt vào cái cây và nó rơi cái máy xuống đám cỏ này nè ha. Không có sao hết, nói chung bình thường hết, nhưng mà để mình cho anh em xem cái thời gian bay của nó có được nè. 28 phút ha anh em. Đó. 28 phút nha, tại 5% nha anh em. Nha, 6% là 28 phút nha. Thì từ 6% mà về 0% và xuống thấp hơn nữa thì thời gian bay của nó sẽ chắc chắn là vượt qua con số 30 phút nha anh em. Và cụ thể là mình sẽ tức về tự nhiên nó quẹt cái cành cây, cái nó rơi xuống cái mình là mình mất cái khoảng thời gian cuối ha. Thì mình đoán là sau phần khoảng thời gian cuối này nó sẽ còn khoảng được 4 cho tới 5 phút nữa nha anh em. Từ 6% chắc sẽ còn khoảng được 4 đến 5 phút nữa. Thì suy ra nó sẽ có được khoảng là 28 hả? 29, 30, 31, 32. Nó sẽ rơi vào khoảng 32, 33 phút nha anh em. 32 đến 33 phút nha. Tức là nó sẽ bay lâu hơn được pin 2450, cái pin zin của Mini 3 Pro đó. Là nó sẽ bay lâu hơn được khoảng 4 đến 5 phút nha anh em. Cái viên pin này nó sẽ bay lâu hơn được khoảng 4 phút hoặc là mình nghĩ tối đa chắc sẽ khoảng hơn được 4 phút nha. Đó, đây là cái viên pin của Mini 4 Pro mà bay trên body của Mini 3 Pro, nó sẽ hơn cái viên pin zin của Mini 3 Pro khoảng 4 phút nha anh em. Rồi, ok anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nha. Nè. Thì đây, nói chung là nó mới quẹt trúng cái lá này nè anh em. Bay vô quẹt trúng cái lá này.
cái nó té xuống đây cái bịch như vậy nha, cái nó ngừng nó không cho mình bay lại, tại vì nó đang hết pin rồi, mình không có bay lại được, rồi mình không có thể nào bay hết đến hết nha. Còn té xuống thì bình thường nha, nó không có bị gì chứ, nó té nhẹ à, nó quẹt cái nó nhào xuống cái mình không có kịp lùi ra mình kịp lùi ra, cho nên là nó ngừng ở 6% nha. Mình rất muốn bay cho tới cùng luôn, coi nó sẽ được bao nhiêu. Mình đoán nó sẽ rơi vào khoảng 33 phút, 32, 33 phút nha anh em. Ok anh em.